Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Thắng Hoàng nhá. Trong clip hôm nay thì Thắng Hoàng gửi đến cho anh em hai cục đẩy, mẫu đẩy nguồn xung Class TD. Con này thì công suất 1000W một kênh đấy các bác. Cái này thì anh em sử dụng làm sự kiện cũng rất là ok này. Đấy, bao cho anh em đánh hai cặp 40 nhá. Đấy, cái này thì công suất chuẩn cho anh em là 1000 luôn. Đấy, mã AK FB2006. Đấy, FB2006. Anh em bảo sao nó ghi 2006 mà lại báo là có lại là 1000W thì cái này các bác không cần phải lăn tăn. Nó cũng như các cái mã thì nó cũng có những cái liên quan đến công suất, nhưng có những cái nó cũng chả liên quan gì, giống như FB10000Q hay là E3, E4, E5 là vậy. Đấy, thì nó nhiều mã lắm, thì dựa trên những cái kinh nghiệm để mình làm việc, và thứ hai nữa là dựa trên cái dòng, cái nguồn thì mình có thể là đo đạc và tính toán được nó hiệu quả đến tầm như vậy để cho anh em hoạt động báo chuẩn cho anh em luôn. Thì vì khi mà em bán hàng mà ví dụ như mình báo công suất không chuẩn, anh em đến test hàng nó không đạt được hiệu quả như anh em tin tưởng, thì tất nhiên là anh em phải giá lại hàng rồi, đúng không? Và em sẽ thu lại cái hàng đấy. Đâm ra thành ra là mình bán sai thì mình mất công thôi, đấy là cái thiệt thòi cho mình thôi. Nên là tất cả là cũng đều phải chuẩn chỉnh cả. Ấy, với lại các anh em mua hàng trên kênh YouTube thì anh em biết rồi, cái kênh của em thì hoạt động khá là lâu rồi. Về cái chuyện bán hàng uy tín trên mạng thì nó cũng đã khẳng định được cái tên tuổi của mình ở trên mạng rồi. Anh em cứ tin tưởng, yêu mến thì ủng hộ cho Thắng Hoàng thôi. Thì em cũng sẽ chi tiết và em báo giá cho anh em. Thì cái mẫu đẩy này thì nói chung là hôm qua em có livestream, khách thì mua bên em thì một cặp này thì em bán cho khách 10 triệu đồng. Đấy, và khách nhân dùng thì bảo là cắm điện và nó đụng vào nó hơi tê tay. Thì hôm qua em có livestream đấy, em cắm cả hai chiếc đẩy và em sờ nắn vào. Em test trực tiếp nhạc cho anh em xem cả hai con, không vấn đề gì cả nhé. Kể em tháo bo em sờ vào bên trong cũng không có nhiều điện giật đấy, anh em ok nha. Còn với cái vấn đề TT đấy thì tất nhiên là máy nào gọi tivi, tủ lạnh, điều hòa, nếu như anh em đi trên đất nhiều khi sờ vào những cái điểm gì đấy nó cũng tê, nó chỉ là nhẹ thôi, nó làm cho anh em giật mình. Nhưng mà nếu như mình dùng mình quen ok rồi không vấn đề gì cả, hoặc là mình tiếp mát, cái đấy là chuyện rất là đơn giản, rất là nhỏ thôi. Đấy, quan trọng là anh em tìm mua được những cái sản phẩm cục đẩy hợp lý về hình thức, chất lượng, hiệu quả về âm thanh và phù hợp với túi tiền là anh em ủng hộ thôi. Đấy, thiết kế thì nó cũng như FB10000Q thôi các bác, về cái phông mặt thôi nhá. Thì còn máy móc thì cũng đang khá là đẹp. Bây giờ em quay nội thất cho anh em xem. Và với những cái dòng main như thế này thì cũng chẳng ai sản xuất 600W ra để bán đâu các bác ạ. Ít nhất nó phải trên 1000 cơ. Đây, máy đây. Thì cái phần đây là cái phần tụ cho công suất nuôi cho hai kênh. Thì trước em có bán một cái mã 1400 thì sẽ có thêm một cặp tụ 200V nữa. Thì cái này nó là dạng máy 1000 thì nó chỉ có hai cặp thôi. Mỗi cặp này là đều 200V hết. Và đây là cái phần tụ nguồn. Tụ phần nguồn này thì cũng là 200V. Đấy. Hệ thống đây là hệ thống xử lý lọc nguồn. Và nếu như anh em muốn nó hết tê hoàn toàn ấy, máy nào mọi thứ công suất càng lớn thì cái độ xung điện nó càng cao, thì nó đụng ra vỏ thì nó hơi tê chút xíu, không chẳng qua anh em chưa quen thôi. Đụng một lần thì mình biết cái này nó hơi có dấu hiệu tê tay, thì lần sau mình không giật mình nữa đâu. Nếu như em muốn hết hoàn toàn thì em có thể cắt mấy con tụ sành sành này đi, vứt đi nhá. Đây là cái phần nguồn nha anh em nhá, phần nguồn nhá, nguồn xung thì điện áp nó sử dụng nó ổn định hơn. Còn về đây là phần bo công suất. Bo công suất này thì nó sẽ có hai cái bo như thế này. Cái đây là bo một kênh ở trên và cái bo ở dưới là một kênh nữa. Đấy. Thì hai kênh nó sẽ y chang như vậy. Mặt trên thì nó là những cái linh kiện nổi ở trên. Mặt dưới thì nó bao gồm sò, móc phép, diode vậy thôi. Rất đơn giản. Tiếng của cái dòng máy này rất là hay. Rất có lực. Thì bây giờ bên em bán ra cho anh em ấy. Thứ nhất là chế độ bảo hành cho anh em trong vòng 3 tháng. Đấy. Thứ hai, mua hàng sẽ được kiểm tra và test hàng lỗi hoạt động bình thường trước khi nhận. Đấy là anh em sẽ được những cái đấy trước khi mà anh em lấy hàng nhá. Thì mua xa, mua trên mạng mà. Vậy cứ đảm bảo cho anh em uy tín thôi, đầy đủ thôi. Cứ test cái kiểm tra máy móc zin nguyên bản 100%. Và cái giá bên em bán ra cho anh em ấy, với chế độ như vậy thì bên em bán ra cho anh em là 5 triệu một cục. 5 triệu một cục, anh em nào có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969800985 để đặt hàng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả các bác nhé.